Đây cherry đã vào mùa nữa nè các bạn ơi. Năm nay là sai trái nha. Đây là giống cherry Racine. Ăn cũng tạm được chứ không ngon bằng cherry Mỹ. Nó cũng ngọt nhưng mà nó không có dai. Đây. Cherry rất tốt luôn đó, sai trái lắm nè. Đó, trái này là trái chưa chín nè. Đây. Cherry chín nè. Đây là nguyên cây cherry. Đó. Cherry năm nay bội thu rồi. Trái này chín rồi nè, cưng không? Ai nguyên chùm cherry đây, đó, thì đi sống nè, trái này đã chín rồi. Cherry chín bội thu, hái sơ sơ cũng được vài chục trái nha. Mùa đầu tiên thì chỉ có một trái thôi, mùa thứ hai được 10 trái, tới mùa thứ ba là 30-40 trái, càng ngày càng triệu quả, cưng lắm luôn. Cây cherry mà nó tươi tốt ha, nguyên cây đây, trồng mới có 2 năm mà đã tươi tốt thế này, xum xê nè. Cưng hết sức ạ. Cherry nhà chồng.